Chào mừng quý vị quay trở lại với OV Đại Bàng. Trong giới giang hồ Việt, không thiếu những đại ca ông trùm từng là võ sư, nhưng có người còn trở thành sát thủ khi ra tay tàn độc với đối thủ của mình. Để biết thông tin chi tiết, xin mời quý vị xem hết video Khi võ sĩ danh tiếng trở thành sát thủ khét tiếng. 1. Đỗ Tiến Tuấn, võ sư quyền Anh có hạng tại Hải Phòng. Tuấn sinh năm 1967, trú tại số 56 An Đà, phường Đằng Giang, thành phố Hải Phòng. Tuấn theo học quyền Anh từ khi còn là một cậu bé. Niềm đam mê võ đường cháy bỏng, sự dày công khổ luyện cộng với một năng khiếu bẩm sinh hiếm có đã khiến Đỗ Tiến Tuấn sớm nổi tiếng. Trong vòng 10 năm là vận động viên quyền Anh thuộc Sở Thể dục Thể thao Hải Phòng, Đỗ Tiến Tuấn đã giành được 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng tại các cuộc thi. Cũng vì những thành tích thể thao vượt trội này mà Đỗ Tiến Tuấn đã được tặng nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Rồi Tuấn không giữ được mình. Ngay ở thời kỳ đỉnh cao của vinh quang, Đỗ Tiến Tuấn đã liên tiếp phạm phải những sai lầm khi dụng võ không đúng chỗ. Hai lần, Tuấn bị công an tạm giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó, Tuấn lại bị bắt tạm giam và bị xử phạt 18 tháng tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản công dân. Vào thụ án tại trại giam Hải Phòng, do từng là võ sĩ có tên tuổi, nên Tuấn được các phạm nhân cùng buồng giam nể sợ. Cậy mình có võ, Tuấn có lúc tỏ mặt đàn anh. Tối hôm đấy, khi hai phạm nhân trong buồng giam của Tuấn là Hoàng Văn Lân, trú tại xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, bị giam về tội buôn bán hàng giả, Đào Văn Quang, đang tranh cãi nhau về một số chuyện vặt vãnh thì ngay lập tức Tuấn ra tay. Tuấn gọi một phạm nhân khác là Nguyễn Đức Thanh ra, bảo Thanh đá cho mỗi thằng 5 phát giận chân. Sau đó, Tuấn còn tiếp tục ra đòn với hai người này bằng hai cú đá và vài cái tát, toàn vào những chỗ hiểm. Kết quả giám định pháp y cho thấy những cú đánh vào vùng nguy hiểm đã gây ra các sang chấn, làm rối loạn ức chế thần kinh tâm phế vị, gây ra ngừng tim, ngừng thở đột ngột không hồi phục, dẫn đến nạn nhân bị tử vong. Đã đành là trong vụ việc này, sự trả giá cho những cú ra đòn phi nhân tính của võ sĩ Đỗ Tiến Tuấn là bản án tù chung thân về tội giết người. Nhưng điều đau lòng hơn là sự vô đạo đức trong võ đã biến một võ sĩ trở thành kẻ giết người. Một cựu võ sĩ ngồi cạnh tôi hôm đó, người biết Tuấn từ khi Tuấn mới chỉ là một cậu bé tập tọe bước vào làng võ, đã dường như không đủ bình tĩnh để ngồi dự cho đến lúc kết thúc phiên tòa. Ông bỏ ra về, ngay sau khi nghe trọn lời khai của Tuấn tường thuật lại chuyện Tuấn đã đấm nạn nhân thế nào, đá nạn nhân ra sao, mà mắt ông ngấn lệ. Ông phẫn nộ bảo với tôi rằng, Tuấn đã làm ô danh những võ sĩ chân chính, những người luôn lấy đạo đức làm đầu từ lúc bước chân vào nghiệp võ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. 2. Cha con võ sư Nguyễn Văn Vạn, võ sĩ Nguyễn Thành Vân. Nhưng còn đau đớn hơn trường hợp của Đỗ Tiến Tuấn là vụ án giết người mà kẻ thủ ác lại là hai cha con từng nổi tiếng trên sàn đấu. Cha, võ sư Võ Văn Vạn và con, võ sĩ Nguyễn Thành Vân, cựu tuyển thủ quốc gia môn Taekwondo ở thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 2 năm 2004, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Văn Vạn mức án tù chung thân về tội giết người. Nhưng 4 tháng sau, tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy án sơ thẩm, tăng mức hình phạt đối với Vũ Văn Vạn lên mức án tử hình bởi những hành vi phạm tội của Vạn thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, giết nhiều người, phạm tội có tổ chức, có tính chất côn đồ. Võ Văn Vạn không chỉ là một võ sĩ sáng giá mà còn là một võ sư nổi danh, có công đào tạo nhiều lớp học trò. Con trai Vạn, võ sĩ Nguyễn Thành Vân, cũng đã từng vô địch Đông Nam Á về môn Taekwondo. Nhưng đáng tiếc là, cũng như Đỗ Tiến Tuấn, hai cha con Nguyễn Văn Vạn cũng chỉ biết võ mà quên mất đạo đức. Theo cáo trạng, võ sĩ Nguyễn Thành Vân đã gây gổ đánh nhau với một nam thanh niên là Phạm Văn Sơn tại quán cà phê Linda, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc ẩu đả này, Vân bị Sơn dùng dao tấn công và Vân cho rằng người đưa dao cho Sơn là người nhà của chủ quán cà phê này. Vì vậy, sau cuộc ẩu đả với Sơn, Nguyễn Thành Vân đã chạy về gọi cha là võ sư Nguyễn Văn Vạn và một số người thân khác đến quán cà phê Linda, dùng dao và kiếm đập phá. Sau khi đập phá tan tành gian ngoài quán cà phê này, Nguyễn Văn Vạn vẫn chưa thấy hả, nên Vạn đã cùng đồng bọn xông vào bên trong, đâm chém liền lúc hai người, làm một người chết ngay tại chỗ, còn một người bị thương với tỷ lệ thương tích 41%. Hành vi của vị võ sư nổi danh này côn đồ là vậy, nhưng tại phiên tòa nhiều người đã thực sự phẫn nộ trước thái độ bình thản đến lạnh lùng của ông ta. Không ân hận, cũng không sám hối về tội lỗi của mình, Nguyễn Văn Vạn bình thản trả lời những câu hỏi của hội đồng xét xử, thậm chí còn trả lời trước cả những vấn đề mà vị đại diện kiểm sát chuẩn bị hỏi. Trong khi dư luận còn chưa hết phẫn nộ về vụ việc hai cha con võ sư Nguyễn Văn Vạn ở thành phố Hồ Chí Minh, thì tại Hà Nội, cơ quan công an đã xác định được một số huấn luyện viên võ thuật liên quan trong vụ nổ súng ở phố Hàng Cháo vào đêm ngày 2 tháng 12. Hóa ra, vụ dùng hàng nóng gây kinh hoàng này
lại chỉ bắt đầu từ sự nổi giận vì gọi nhầm điện thoại của Trần Xuân Ánh, một người biết võ, hiện đang là sinh viên trường Đại học Thể dục Thể thao. Một điều tra viên tham gia điều tra vụ án này đã cảnh báo rằng những kẻ có võ mà không có đạo đức đang trở thành mối hiểm họa về an ninh trật tự. Cũng vừa mới đây thôi, công an đã bắt giữ một nhóm chuyên đi trấn cướp của học sinh mà nhiều kẻ trong nhóm này đã từng theo học ủ xù. Những ngón võ đã được chúng sử dụng như một thế mạnh để đi trấn cướp. Ba, anh em võ sĩ Ánh Chọc, Trần Đức Trang. Một người bạn của Trần Xuân Ánh, tức Ánh Chọc, mượn điện thoại của chị Hoàng Thúy Linh, chủ nhà nghỉ Linh Anh ở phố Thông Phong, gọi cho Ánh. Sau khi Ánh gọi lại số máy này thì chị Linh nói không biết. Giữa đôi bên đã nảy sinh mâu thuẫn và sự thách thức lẫn nhau. Cậy mình là võ sĩ ủ xù, Ánh đến nhà nghỉ Linh Anh hành hung chị Linh và chồng là Đào Ngọc Thiết, tức Thiết Cù. Vào đêm ngày 2 tháng 12 năm 2004, Ánh đã tập hợp đàn em và hẹn nhóm của Trần Xuân Ánh đến để giải quyết ân oán. Không ngờ bọn Thiết có hàng nóng, nên dù bên Ánh toàn dân võ sĩ, có cả Trần Đức Trang, anh trai Ánh, lúc đó là huấn luyện viên ủ xù, cũng chạy mất dép. Sau vụ việc này, ngày 1 tháng 5 năm 2005, Thiết Cù bị Tòa án Nhân dân quận Đống Đa xét xử tuyên phạt 5 năm tù giam. Trong vụ việc trên, Trần Xuân Ánh đóng vai trò bị hại. Hai năm sau, Ánh vướng vòng lao lý khi hấp diêm một bé gái mới gần 12 tuổi. Tòa án Nhân dân quận Đống Đa đã tuyên phạt Trần Xuân Ánh 5 năm tù giam. Đến cuối năm 2008, đầu năm 2009, cả Thiết và Ánh đều được đặc xá ra tù. Lúc này hai nhóm đối tượng lại hăm hè nhau chuyện 5 năm về trước. Bên Thiết Cù cho rằng vì bọn Ánh mà anh ta phải chịu án phạt 5 năm tù, vì thế Ánh phải có lời xin lỗi Thiết. Khoảng 21 giờ 30 ngày 3 tháng 2, nhóm của Ánh gồm Trần Xuân Ánh, Trần Đức Trang, Đặng Cao Tú và một số đối tượng nữa đến quán bar DJ Station ở Vân Đồn, phường Bạch Đằng, Hà Nội. Tại đây, Ánh đã gặp Đỗ Mạnh Cường, tức Cường Chuột, một đàn em của Thiết Cù. Cường đã yêu cầu Ánh phải xin lỗi Thiết vì tội làm đại ca của mình đi tù 5 năm. Sau cuộc cãi vã, Tù lái xe ô tô Aquera màu đen, biển kiểm soát 30M6940 chở anh em Ánh đến đầu phố Đặng Trần Côn và Cát Linh thì dừng lại. Tại đây, Ánh và Cường Chuột tiếp tục gọi điện thoại chửi bới và thách đố nhau. Sau đó Ánh gọi thêm Lê Bá Thành và một số đối tượng nữa lên xe, đi một vòng theo hướng Cát Linh Giảng Võ, rồi theo đường Nguyễn Thái Học về Tôn Đức Thắng, Đoàn Thị Điểm. Trên đường đi, Ánh và Cường Chuột vẫn điện thoại qua lại, chửi bới nhau. Khi đến ngõ 23 Đoàn Thị Điểm, nhóm của Ánh xuống xe ô tô, nhóm của Phạm Văn Thắng trong đó có Thiết Cù, Cường Chuột, đi một xe ô tô loại 7 chỗ ngồi lao đến. Hai nhóm dùng chó lửa bắn nhau, nhóm của Ánh dùng AK bắn gấp cưa nòng, còn nhóm của Thắng dùng K59. Trong lúc bắn nhau, Thắng trúng một phát đạn vào ngực gây tử vong. Còn bên Ánh có Lê Bá Thành bị bắn một phát vào phía trên đầu gối trái. Thành được bọn Ánh đưa về phòng khám đa khoa ở ngõ 5 Hoàng Tích Chí mổ vết thương. Sau đó chuyển về nhà nghỉ Thiên Hà Xanh trên đường Trần Duy Hưng dưỡng bệnh để tránh sự phát hiện, điều tra của cơ quan công an. Còn Ánh Chàng được Nguyễn Đức Trung, 34 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, chở ô tô ra quốc lộ 1 để thuê taxi chạy trốn. Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, đầu tiên là Đặng Cao Tú ra đầu thú, rồi lần lượt 10 đối tượng nữa có liên quan bị bắt giữ. Được biết, hiện tại thì Trang Ánh đã trả án xong, còn Ánh Chọc vẫn đang trốn truy nã. 4. Võ sĩ ủ xù Ngô Đại Nam. Chỉ vì một nguyên nhân hết sức vẩn vơ, khen đẹp trai, nhưng với bản tính côn đồ, một cựu tuyển thủ trẻ quốc gia môn ủ xù đã dùng dao đâm và chém chết người con trai duy nhất của một gia đình, một dòng họ, để lại bao nỗi đau xót khôn nguôi, nhất là với người mẹ mất con. Ngô Đại Nam sinh ra và lớn lên tại tỉnh Khánh Hòa, học phổ thông đến hết lớp 9, Nam bỏ học. 16 tuổi, Nam tham gia môn thể thao ủ xù của tỉnh nhà. Tập luyện và thi đấu tiến bộ nên Nam đã được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia. Đang thăng tiến trong sự nghiệp thì chỉ đến giữa năm 2006, Nam không may gặp phải chấn thương nên đành phải từ bỏ, nghỉ ở nhà. Cuối năm 2009, Nam vào thành phố Hồ Chí Minh tìm việc, rồi trở thành một nhân viên phục vụ quán ăn. Nuôi mộng làm giàu bằng công việc kinh doanh, nên đến giữa năm 2010, Nam cùng người bạn đồng hương Lê Minh Hoàng mở quán ăn tại quận Tân Phú. Khuya ngày 15 tháng 5 năm 2010, Nam cùng Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thanh Bình và ba người bạn gái đến vũ trường Gossip, quận 1 chơi. Lúc này ngồi bàn bên cạnh là nhóm của Dương Biểu Long, 27 tuổi, quận 11 và Phan Trung Thảo. Trong lúc đang uống rượu, Thảo quay sang bàn của Nam, khen nhóm này đẹp trai. Cho rằng người này nói đều và có ý khiêu khích với nhóm của mình, cựu võ sĩ này đã tỏ ra rất bực tức. Buổi ăn chơi kết thúc, đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, Nam và bạn bè tính tiền để về. Khi đi ngang qua bàn Thảo, Nam đã không nói không rằng
vung tay tát thẳng vào mặt người này rồi bỏ đi. Ra ngoài cửa vũ trường, thấy nhóm của Nam đang đứng lề đường chờ xe, Dương Bửu Long bước đến hỏi ai vừa mới đánh bạn mình. Lập tức, Nam vừa nhận mình là người đánh, vừa xông đến tát tai Long. Thế thế cả hai nhóm xông vào ẩu đà. Bị thất thế sau khi bị đánh ngã xuống đường, Nam chạy lại mở cốp xe, lấy một con dao lê dài khoảng 45cm, có lẽ đã để thường xuyên ở đó, quay lại đuổi theo Long đến trước cổng trường học Thanman, dùng dao chém và đâm nhiều nhát trúng vào lưng của Long cho đến khi Long gục xuống. Gây án xong, Nam lấy xe chở bạn gái tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên khi biết tin Long chết, anh ta đã cùng nhóm bạn đến công an đầu thú. Trên đây là thông tin về 4 võ sư danh tiếng trở thành sát thủ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bàng. Xin chào và hẹn gặp lại.